Thưa quý vị, tại khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An, truyền hình nhân dân vừa tổ chức hội thảo hướng tới kỷ niệm 10 năm phát sóng chính thức kênh truyền hình nhân dân với sự đồng hành của BCG Land, thuộc tập đoàn Bamboo Capital BCG và Viet Travel Airlines. Sau gần 10 năm phát sóng chính thức trên các hạ tầng truyền dẫn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025, truyền hình nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ trở thành một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia là cầu nối thông tin tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam để có thể phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trên mặt trận thông tin tiếp cận rộng rãi hơn với các tầng lớp khán giả trong thời điểm chuyển đổi số mạnh mẽ trong bối cảnh là một ấn phẩm quan trọng của báo nhân dân truyền hình nhân dân cũng cần có những chiến lược đổi mới cả về hình thức nội dung và tư duy Hội thảo là dịp để lãnh đạo chủ chốt của Trung tâm Truyền hình Nhân dân trao đổi về mọi mặt hoạt động, đặc biệt là các sáng kiến, chiến lược mới về cải tiến nội dung, chuyển đổi số, chiếm lĩnh các nền tảng xã hội để có được sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm thứ 10 phát sóng chính thức. Đồng chí Vũ Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân dân khẳng định, Ban lãnh đạo Trung tâm sẽ lắng nghe tất cả các ý kiến đóng góp tại hội thảo, đặt ra tầm nhìn và các mục tiêu phát triển của truyền hình nhân dân trong năm thứ 10 và chặng đường tiếp theo. Tại hội thảo, các đại biểu cũng lên kế hoạch về những nội dung chương trình đặc sắc vào dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng chính thức như chuỗi các chương trình thể thao, nghệ thuật và gala kỷ niệm vào ngày 1 tháng 9 năm 2025.